Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Bà làm một đĩa bánh tráng mỡ hành siêu to khổng lồ các cháu nhá. Bánh tráng có nghĩa là trộn mỡ hành này các cháu ạ. Thì ở đây này, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu này. Bà chuẩn bị bao nhiêu là bánh tráng này đấy, rất ngon này đấy. Và gia vị như là có lạc rang này, hành này, tỏi này, và lá hành này, và sa tế này, và muối ớt này. Muối ớt bà chuẩn bị đằng này, bà không ăn được đằng cay lắm. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Bà sẽ đi cắt bánh tráng ra, rồi là chiên hành, chiên tỏi nó vàng lên, rồi là dúng cả mỡ với hành vào nữa nhá. Sau bắt đầu là trộn đều lên bánh tráng này chén thôi. Thì các cháu ơi, các cháu mà xem video này có thấy hay like và chia sẻ thật nhiều giúp bà nhá, để bà có nhiều sức khỏe nhá. Thì bà làm rồi bà lại mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức nhá. Thôi bà đi thực hiện luôn nào. Thôi đi. Bây giờ bà thái hành nhá, bà phi hành các cháu ạ. Sau rồi trộn vào bánh tráng. Đấy. Cái món bánh tráng này các cháu ạ, là trời mưa dầm là cái món ăn vặt đấy. Mưa dầm là các cô các bác hay làm đồ ăn vặt đấy, ngon đấy. Bây giờ bà băm nhỏ ra để bỏ lên chiên. Đấy. Phải băm nhỏ ra mới chiên được. Sau rồi khi chiên hành vàng lên, hành tỏi chiên vàng lên, bắt đầu bỏ vào bánh tráng là thưởng thức thôi. Các cháu ơi, bây giờ bà phi hành nhá. Đây các cháu này, bà đã băm xong rồi. Đấy, bây giờ bà bỏ vào. Wow. Đấy. Cho nó vàng lên. Thơm lắm các cháu ạ. Thơm. Các cháu này, đấy nó vàng rồi đây này. Các cháu nhìn này, ngon chưa? Thôi bây giờ bà vốt ra đây. Sợ chiên kỹ quá nó đắng. Vốt ra. Đây. Đấy. Ui. Lay sau rồi trộn vào bánh tráng ăn ngon. Đấy. Bây giờ bà chiên tỏi lốt này các cháu này. Ôi. Thơm lắm. Đấy các cháu ạ. Lúc vào nó vàng thôi. Ngắt mũi lên. Đấy. Tỏi được rồi này các cháu này. Bà vốt ra cho bà đi trộn nhá. Bà vốt ra cho bà đi trộn. Ừ. Các cháu này. Đấy. Kỹ thêm một tí nữa là sợ nó đắng. Wow, nó vàng ở đây. Thơm đấy. Nay mà trộn vào bánh tráng ăn thì ngon lắm. Bây giờ bà đến ở khâu là mỡ hành này. Wow. Thơm ngát ngũa này các cháu ạ. Đấy. Cái hành này bà cho nó chín thôi, không cần là vàng nhé các cháu nhé, gọi là nó chín hành thôi, để trộn vào bánh tráng ăn nó đỡ hôi nhá. Tạm thời là bà gọi là trao cái lá hành ra, sau bà dốc đốt cái mỡ vào đây thì gọi là mỡ hành các cháu nhá, ngon đấy. Các cháu ơi, nguyên liệu gọi là các loại gọi là hành tỏi phi hết rồi, vàng thơm rồi. Bây giờ đến bước tiếp theo là đi cắt bánh tráng nha các cháu ạ. Đây bà chuẩn bị bánh tráng các cháu nhìn này, rất ngon đấy. Bây giờ bà cắt nhá. Bà cắt đây. Trước tiên là cắt đôi đã các cháu ạ. Rồi giờ cắt đến miếng vừa ăn nào. Đấy. Bà cắt thế này để ăn nó vừa mồm đấy các cháu nhìn này. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Các cháu nhìn thấy chưa? Đấy, cắt tiếp. Các cháu ạ, còn một cái để cắt lốt này. Đấy. Cắt miếng vừa ăn thôi. Đây các cháu nhìn này, một chảo là lúc rú lên nhiều lắm này. Ui. Các cháu thấy chưa? Nhiều chưa? Ngon đấy. Các cháu ơi, nguyên liệu của món bánh tráng trộn mỡ hành này bà chuẩn bị xong hết sơ chế. Đây là lạc rang này, đấy đậu phộng đấy, rồi mỡ hành rồi. Đây là sa tế này. Thì bây giờ bà bỏ vào đây là bà trộn đều lên nhá. Rồi trước tiên là đây là tỏi đây, các cháu nhìn này. Ê, tỏi đấy. Đấy. Tỏi giòn kháy các cháu ạ. Rồi, thơm lắm. Sau đây là hành tím chiên. Bây giờ bà đảo lên này các cháu này. Đấy. Khả năng là thôi bây giờ bà tưới sa tế vào. Tưới sa tế vào. Gì đỏ ngầu, cày đấy, hôm nay là cày đấy các cháu ạ. Đấy. Rồi bà đảo nhá. Bây giờ bà đảo cái này lên đấy nhá, sao bà mẹ bỏ mực hành vào sau này. Wow. Đầy ký hết người bà các cháu ạ. Các cháu thấy lên màu chưa? Wow. Đã thành bánh tráng chưa? Thơm lắm các cháu ạ. Hành phi, tỏi phi, sa tế đó, nó hòa quyện vào. Rồi, bây giờ bà bỏ hành vào này các cháu này. Mỡ hành vào này. Đấy, mỡ hành vào đấy. Bây giờ bà bỏ bột canh vào này các cháu này để ăn cho nó vừa vặn nhá. Gọi là muối ớt. Rồi. Thôi bà đảo đã. Sao bà ăn lếm cho nó có vừa không đã. Phải hút tung các cháu ạ, cho nó đều. Làng được rồi đấy các cháu ạ. Bà thử nếm miếng thế nào xem nó có đậm vị không các cháu nhá. Và mời các cháu nhá. Thế nào? Ngon các cháu ạ. Đậm vị vừa lắm. Thơm vị tỏi chiên lại vị hành chiên rồi sa tế. Ôi tuyệt vời. Ngon. Thôi bây giờ bà bỏ đậu phộng vào thôi là cho ra đĩa thôi, rất ngon. Các cháu nhìn ngon không đấy, các cháu nhìn này, nó cay vị ra tế nhưng mà cay nhẹ, được rồi. Ngon các cháu ạ. Đây tiếp theo là đậu phộng, này cho vào các cháu nhá. Rồi bây giờ bà đảo đều ấy là cho ra đĩa là thưởng thức thôi. Nó đều rồi các cháu ạ. Thôi bây giờ bà bỏ ra đĩa nhá, để chén thôi. Bây giờ bà bỏ ra cái đĩa khổng lồ các cháu nhá. Các cháu nhìn này. Ý, ngon chưa đấy. Tiết trời mưa dầm mà cái món này đồ ăn vặt là hot đấy các cháu ạ. Yeah. Ngon chưa? Các cháu ạ. Đầy một đĩa luôn. Thao ăn các cháu nhỉ. Ngon đấy. Đấy các cháu ơi. Đấy thế bà làm xong một đĩa bánh tráng trộn mỡ hành đấy rồi. Các cháu nhìn thấy hấp dẫn không? Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với mấy bà cháu nhà bà cho nó vui nhá. Thôi bây giờ bà mang ra kia mấy bà cháu thưởng thức thôi. Mình chào tất cả các bạn nhá. Các cháu ơi. Đấy thế là bà làm xong đĩa bánh coi là tráng trộn mỡ hành đấy các cháu, nhìn thấy ngon chưa? Ngon, giận ngon. Bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng ăn với mấy bà cháu nhà bà nhá. Rồi bây giờ bà gấp vào mà mời các cháu nhá. Wow, hấp dẫn quá bà ơi. Lâu lắm con chưa ăn cái bánh tráng. Chưa bánh ăn bao giờ. Các cháu nhìn thì ngon. Con chưa biết nó là món gì cơ. Đấy. Một lớp coi là hành chiên đấy, đấy mà mấy nữa. Đây. Nhìn hấp dẫn thật đấy. Các cháu ăn mạnh nhá. Nhưng đây món gì hả bà? Bánh tráng trộn mỡ hành. Bánh tráng trộn mỡ hành. Đúng rồi. Nghe đây. Tên nó lạ lạ anh em ạ. Mình không biết ăn nó có ra gì không. Ngon. Wow. Yeah. Con thấy gì đây nhỉ? tỏi, hành, hành phi đúng không? Hành phi rồi là hành mỡ, hành này cháu ơi, nhìn hấp dẫn thật. Nhưng mà bà cho có gì? Thơm các cháu. Bà cho có gì mà màu nó đẹp thế này? Sa tế. À, có tưởng bánh tráng là phải trắng trợt nhỉ? Thế mới gọi là bánh tráng trộn. Đấy, khi trộn rồi nó phải lên màu này cháu. Được đấy, nhìn giống như kiểu có lạc các bà nhỉ? Ừ, có tỏi thơm lắm anh ơi. Có tỏi chiên nữa. Ui, con vừa ăn vụng một miếng tỏi ngon. Đây, cho mấy cháu ăn mạnh lên nhá. Thôi được rồi, con ăn trực tiếp trên mâm này luôn. Con ăn bằng mâm luôn. Đây, cho bên kia là ăn trực tiếp mâm. Ngon đấy. Ăn này nhá. Mình mời các bạn nhá. Nhâm nhị đến đến tối các bạn. Giòn lắm. Mời các bạn nhá, mời cả nhà. Mời tất cả các cháu nhá. Cháu cứ tưởng nó mềm quá, nó giòn rồi. Ngon hợp, nó vừa vặn các bạn nhá. Đấy. Thơm tinh mùi mỡ hành luôn các bạn. Cay cay này. Tỏi. Bé nó giòn kháy này. Úi. Được rồi, này con có còn lạc nữa nhỉ. Cay cay mặn mặn. Thơm. Thơm. Hình như cái này bà cho muối gì nhỉ? Muối hả? Đúng không? Ơi bảo sao đúng chua cay luôn này các bạn. Có tí chua chua nữa. Ui dồi ôi, đỡ phải vắt quất các bạn. Ngon. Ngon nhỉ. Món này mưa dầm gió bắc à? Được không? Đó, món này ngồi sát phim với người yêu hết nước chấm luôn bà này. Giờ các chị em rất thích món này. Giờ nó vào. Đúng rồi, các cháu này nhá. Cay nó cay nhẹ các cháu ạ, ăn được rồi. Mình ăn mình cảm thấy là có hành có tỏi. Ngon lắm các bạn. Bé nó ra như bé này, nó đưa vào mồm này. Đấy. À, tỏi nó dính rồi. Mà mời các cháu nhá. Con ăn cái bánh này còn giống như bánh tráng trộn phải không bà? Đúng không? Bánh tráng trộn thôi. Cháu ghi là rất lắm. Bánh tráng trộn nhá, như ở em gái con làm ấy. Rồi học các bạn. Các thứ đấy. Bánh đấy ngày xưa làm rồi chị ạ. Đây là bánh tráng trộn mỡ hành. Mỡ hành. Mời các bạn nha. Cái hành hoa nó thơm. Ngay một lúc nó mềm mềm, nó tan tan ra bài rồi. Tan tan nó béo béo bùi bùi. Vâng. Nó tiếng nạc nó bờ bờ. Nó rất là đậm vị của tỏi rồi mỡ hành rồi là hành chiên. Chung là ngon đấy bà. Ngon. Ăn cái này nói chuyện nó cũng thơm bà nhỉ. Nó thơm bà. Ui dồi ôi. Đi ăn bụng hả các bạn. Nó to nhưng mà ngon quá. Giòn các bạn. Mà các cháu ơi. Đấy, ở lớp ngoài của cái bánh tráng nó rất là bóng rồi, các cháu nhìn thấy chưa? Ngon, hành tỏi nó dính luôn nào. Cái này bà tí bà cho con một ít, con vúng về. Đưa con xem phim nó ăn. Đỡ buồn mồm. Đây xem qua. Đấy, tí xem qua không ạ các bạn. Hết rồi hả? Các bạn ơi, ăn thơm giòn lắm các bạn ạ. Đấy, rất rộng rạc. Cháu Phúc còn lớn làm thầy giáo được đấy các bạn ạ. Quá học sinh nó có đứa ở vãi đái quần. Cháu nói rất là đâu ở đấy. Mà cháu rất là ngoan đấy. Các cháu nhìn này. Chưa, chuẩn chưa? Bà mời nhá. Có vị mỡ hành. Ngon học các bạn. Ngon lắm các bạn ạ. Đồ nó giòn giòn thôi, ăn vào mồm một lúc nó mềm ăn ngon. Đúng rồi, ngon. Này mình để cháu ăn thoải mái phải chắc ăn hết nửa mâm này mới bà. Hả? Con đút lên nha. Có hành không? Mời chú biết. Đây. Mời chú biết hả? Các bạn ơi. Mình chắc phải ăn hết lửa mâm mất các bạn. Có cháu nhìn này đấy. Cứ hành phi, tỏi phi rồi hành tươi rồi à. Nó cuốn vào miếng bánh tráng các cháu nhìn vào. Bạn ơi, cái nhìn chỗ này ngon này, nó đậm, nhìn nó màu béo lắm. Nhưng phải nói ăn cái món này nó cuốn cuốn mà. Mới đầu nhai nó giòn giòn xong cảm giác ăn một lúc nó tan ra. Ngon. Món này nếu như mà uống với xin chố được. Không chanh và quả chanh vào xong bà để một lúc cho nó mềm ra một lúc ăn ngon nữa. Ngon hơn. Đúng rồi, có chanh gì đó. Mềm mà ăn ngon nữa. Ngon các bạn ơi. Ngon các bạn. Ngon ạ. Các cháu này, đầu tiên thì nó ăn nó rất cứng như sau vào mồm nó cuốn nó lại óp óp vào ăn ngon. Bà mời các cháu nhá. Xong rồi cô con chung một ức ạ. À con thêm một đĩa nữa hả? Ăn giỏ thế. Bà Tân ơi cho cháu xin một ít nữa. Đây bà mời cháu. Quá ngon. Ngon đấy các cháu ạ. Bà Tân ơi cho cháu xin một ít nữa. Ai đều em. Có lấy phần không? Tí bà cho mỗi cháu túi vậy làm quà. Dạ. Cá hồ ăn. Ngon. Bố mẹ phải đưa. Tối tí bà Tân cho xong bà chia cho người yêu nữa biết chưa? Có người yêu chưa? Cháu chưa. Bố mẹ rất các cháu ơi, bà trêu cho nó vui thôi, mấy cháu là nhỏ lắm. Thế nó học thì nó học gì? Các cháu ạ, yêu đương gì? Bố mẹ còng lưng như nào? Cho mấy nó gánh yêu đương. Là các cháu ạ, cái món bánh tráng hôm nay bà ăn bà cảm nhận là nó thơm vị hành phi lại thơm vị tỏi phi lại vị hành tươi với mỡ nhá, béo mỡ, bùi của lạc nữa các bạn. Rồi lại vừa vặn với bột muối ớt các cháu ạ, nó tuyệt vời lắm. Cái món này mà ăn vào mưa dầm gió bắc này hơi là vào. Thì các cháu ơi, các cháu mà xem video này có thấy hay like và chia sẻ video thì nhiều giúp bà nhá, để bà có nhiều sức khỏe nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà có khả năng bà dừng clip rồi. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu. Chào các bạn.